Khuôn chụp ảnh Công Sinh Si xin kính chào quý vị, chào các bạn. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng cả về mẫu mã cũng như kích thước lớn nhỏ của những bộ khuôn chậu, thì công ty chúng tôi là những nhà sản xuất sẽ luôn luôn cố gắng phát triển từng ngày để tạo ra thật nhiều những mẫu khuôn chậu ưu tú nhất, ưng ý nhất tới tay quý vị và các bạn. Và trong chương trình ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm mới. Đó là bộ lục giác 40 năm dáng bầu mà ở những chương trình trước tôi đã giới thiệu sơ bộ. Nó nằm trong bộ sưu tập series X5 của công ty chúng tôi. Và trước khi trở lại với sản phẩm chính của chúng ta trong ngày hôm nay, nếu quý vị có nhu cầu sử dụng những bộ khuôn chậu dáng bầu lớn hơn bộ lục giác 40 năm này, thì quý vị cũng có thể lựa chọn các sản phẩm mà công ty chúng tôi đã giới thiệu ở những chương trình trước. Đó là lục giác 55, lục giác 65, lục giác 85. Ngoài thông số rộng miệng 45, chiều cao 38 cả chậu và chân kỳ của bộ sản phẩm chính của chúng ta, thì đây là bộ lục giác 55. Nó có chiều cao là 45 cả chậu và chân. Và cái bộ thứ 3 là bộ lục giác 65. Bộ lục giác 65 nó có chiều cao là 60. Và bộ sản phẩm cuối cùng trong bộ series X5 của công ty chúng tôi, đó là bộ lục giác 85. Bộ lục giác 85 nó có chiều cao cả chậu và chân là 70 cm. Vâng, thưa quý vị, cái đặc điểm chính nổi bật của bộ khuôn này nó nằm ở trên bộ chân kỷ. Cái chân kỷ này nó không chỉ sử dụng cho lục giác 45 dáng bầu mà nó sẽ dùng cho cả lục giác 38 và lục giác 40. Và tôi sẽ cung cấp hình ảnh chân thực về chiếc chân kỷ này với hai bộ chậu 38 và lục giác 40 cho quý vị xem. Đây là hình ảnh chân thực của bộ lục giác 45 dáng bầu kèm chân kỷ. Và để thực tế thì tôi sẽ nhấc cái bộ chậu này xuống và đưa cái lục giác 40 lên xem nó có vừa hay không. Và anh Tuấn ơi, anh nhấc cái chậu 45 xuống giúp em với. Rồi, bỏ tạm xuống đất đi, lát nữa rồi mình lại kê lại. Rồi anh nhấc cái chậu 40 lên cho quý vị và các bạn xem. Đây, nhẹ. Đấy, nhẹ nhàng thế mà cứ bảo là không có sức mạnh. Đấy, đây là hình ảnh chiếc chậu lục giác 40 kê lên chiếc đôn kỷ lục giác 45 của chúng tôi. Rồi anh Tuấn, anh nhấc xuống đi. Rồi, anh nhấc cho em cái lục giác 38 qua luôn. Đấy, ui, mạnh thế mà cứ bảo là không có sức mạnh. Rồi, đấy, rất là vừa vặn, rất là tuyệt vời. Đấy, cái bộ lục giác 45 dáng bầu, quý vị và các bạn lựa chọn thì có thể là sử dụng được 3 bộ chậu, đó là lục giác 40, lục giác 38 và lục giác 45 dáng bầu. Không biết là có bộ chậu nào được sử dụng chung với chân này nữa hay không, nhưng mà thời điểm hiện tại thì nó đã dùng được 3 bộ chậu rồi nhé. Vâng. Vâng, trở lại với những đặc điểm nổi bật trên bộ chậu lục giác 45 dáng bầu của chúng tôi. Cái điểm nổi bật đầu tiên phải kể tới đó là cái miệng bằng. Đấy, công ty chúng tôi đã thiết kế cái miệng chậu nó bằng, giúp quý vị và các bạn giảm thiểu thời gian làm miệng cũng như là làm miệng rất là dễ dàng. Cái đặc điểm thứ hai đó là các điểm định vị con chốt trên bộ khuôn của chúng tôi thì chúng tôi đã thiết kế nó gần nhau hơn, giúp quý vị và các bạn tạo ra những bộ chậu nó giảm thiểu tối đa 3 vía. Về phần hoa văn thì những sản phẩm ra mắt thì chúng tôi cũng ra mắt là họa tiết cây tùng, vì cây tùng nó mang một cái ý nghĩa tài lộc và may mắn. Và thời gian ngắn sau này thì chúng tôi sẽ phát triển thêm nhiều những họa tiết thuần Việt khác để giúp quý vị và các bạn mở rộng trên bộ khuôn này. Và đây, như quý vị đã thấy thì cái khuôn của Việt Nam chúng tôi thì nó rất là dày dặn,
Đấy. Nó có một cái dáng bầu tạo ra những một bộ chậu nó rất là mềm mại. Và ngay từ lúc này thì quý vị muốn sở hữu bộ chậu lục giác 45 dáng bầu cũng như các sản phẩm khuôn chậu khác của công ty chúng tôi thì quý vị hãy liên hệ ngay tới hai số điện thoại hotline là 0394 234 789 hoặc 0395 234 789. Ngoài ra quý vị cũng có thể comment bên dưới video ở phần bình luận để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ tới quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để nhận những thông báo sớm nhất về các chương trình mở bán sản phẩm mới, các chương trình bán giá ưu đãi. Cảm ơn quý vị, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc quý vị, các bạn và gia đình luôn vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Thân ái, hẹn gặp lại.